Theo đó, khi xảy ra mưa lớn liên tục kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tại nhiều tuyến đường. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ sử dụng gần 100 xe tải gầm cao và 10 xuồng máy để tổ chức vận tải phương tiện qua điểm úng ngập, đặc biệt là tại các tuyến phố như phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn bến xe Giáp Bát, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Lương Thế Vinh, Trần Duy Hưng. Ngoài ra, khi xảy ra úng ngập tại hầm chui đại lộ Thăng Long sẽ tổ chức giao thông đi theo hướng Lê Văn Lương kéo dài, Quang Trung, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long và ngược lại. Nếu ngập tại đập tràn Phùng, quốc lộ 32 thì các phương tiện đi qua cầu Phùng, ngập tại quốc lộ 1A đoạn Ngọc Hồi Thường Tín sẽ phân luồng cục bộ vào đường qua khu công nghiệp Ngọc Hồi và phân luồng vào đường Pháp Vân Cầu Rẽ tại Cầu Rẽ.